Rồi, xin chào anh em nhá. Hôm nay à, mình sẽ cập nhật một số thông tin hết sức quan trọng đến cái à, dự án BTCS. À. À, trước hết thì à, mình sẽ nói về cái cái họ lấy cái phiếu phiếu bầu đây họ ghi như thế này, à, không bao gồm chi phí phát triển và bảo trì hệ thống. Satoshi chỉ chi ít nhất 1 triệu thợ đào Nhân với 0,01 USDT là bằng 10.000 USDT cho quà tặng Bitcoin mỗi ngày Đấy Bạn có nghĩ ai sẽ mất nhiều hơn giả Sự kế hoạch bị trì hoãn à, Thì có tới 70% là phiếu bầu Trong đó có 900 là Tức là gần tới 1.000 phiếu bầu Thì trong đó có 70% là bầu trên Satoshi sẽ mất nhiều tiền hơn. Mỗi ngày họ sẽ chi ra là 10 000 USD để tặng quà tặng Bitcoin. Đó. Cho nên nếu như họ mà cái kế hoạch này bị 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 um, thất bại thì họ sẽ mất hàng triệu đô. đấy Cho nên cái dự án này chắc chắn sẽ không phải là dự án bình thường. Đó. Đây. Tiếp theo một số cái thông tin mà họ um, họ đưa ra đây. Đó. À, cái 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 uh, kênh này thì có 22.000 người theo dõi đúng không? Đây. Đây chúng ta có cái kênh này đây rồi. Đây. đây, cái kênh Korezao này, đấy có 66k tức là 66.000 người theo dõi này, chúng ta chú ý. Đó. Đây là cái kênh mà sẽ à uh, sau này sẽ là 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 là, là à, bầu chọn tức là sẽ đưa ra cái 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 à, bình chọn cho cái à, cái đồng BTC này là giá trị là bao nhiêu. Đó và sẽ cái CoreDAO này nó sẽ là cái để à, phát triển cái dự án, tức là được được quyền bỏ phiếu, được quyền bỏ phiếu để phát triển cái dự án. Đó. Đúng thì uh, chú ý nhé mà ở đây có một cái thông tin nữa mà chúng ta chú ý này đây, đây. đếm ngược đến bản cập nhật mới nhất đã được chờ đợi từ Korea này những người khai thác nên ưu tiên điều này một tránh việc khai thác bị đình chỉ nhận BTC hai lần mỗi ngày buổi sáng và tối hai liên kết ví satoshi metamask với ứng dụng satoshi ba là tham gia vào satoshi testnet trên metamask hàng ngày Để như vậy là à, sắp tới sẽ có một cái bản cập nhật mới à, và theo thông tin mới thì là trong tháng 6 này khoảng là à, nghe đâu là mùng 9 tháng 6 sẽ có cái à, mainnet tức là chính thức là đi vào hoạt động à, hiện nay thì đang là testnet thôi đó. và khi mai nét rồi thì sẽ có nhiều kế hoạch khác nữa mà chúng ta đào sẽ tốc độ đào sẽ nó chậm đi chẳng hạn à, và chúng ta, chúng ta chú ý này tham gia vào Satoshi testnet trên metamask hàng ngày như vậy là sau này người ta sẽ dùng cái gì dùng cái địa chỉ ví tên metamask của bạn mà đã metamask đấy để người ta sẽ đưa cái đồng tiền uh, btcs này vào trong cái ví của bạn luôn uh, của các bạn luôn cho nên các bạn chú ý Đấy, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta ép cái 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 mạng Satoshi Testnet này vào trong cái ví MetaMask và chúng ta sẽ uh, faucet tức là chúng ta sẽ 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 đưa cái đồng nó về và chúng ta sẽ giao dịch như thế nào đấy chúng ta chú ý à và một có một cái thông tin nữa là rất quan trọng đó là um, họ đã thông báo rằng nếu như ở trong cơ quan của bạn uh, sáng nay mình có đọc thì nó nói là trong cơ quan của bạn nếu như mà sử dụng uh, À, mạng tức là wifi chung ấy, à, thì có khả năng sẽ bị là coi như là gian lận à, gian lận à, tức là gian lận à, các cái à, à, sử dụng chung wifi và mình có đặt câu hỏi với họ thì họ mình nói là nếu mà hai vợ chồng mình mà dùng wifi chung trong gia đình thì họ trả lời là từ năm người trở lên mà dùng chung wifi thì có nguy cơ là sẽ được liệt vào là cái tài khoản gian lận à, cho nên các bạn chú ý Đấy, đấy là một số thông tin mà hết sức quan trọng. Rồi à, vậy thì để làm sao mà chúng ta sẽ um, sử dụng cái 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 uh, um, testnet tức là Satoshi testnet ở trên cái metamask thì trước hết mà chúng ta sẽ quan sát như sau này, đây mình sẽ giới thiệu sơ này, uh, đây ở đây thì ở trên cái app đào ấy thì mình đã ép cái, cái cái, cái cái địa chỉ ví của mình vào đây rồi đấy địa chỉ của ví của mình vào đây rồi như à, vậy thì khi mà chúng ta ép cái địa chỉ ví của mình vào đây và khi chúng ta giao dịch ở trên cái mạng testnet ấy thì chúng ta sẽ nhận được cái băm này đấy, nhận được băm này đúng wow. không nhận băm thì mỗi lần nhận băm thì chúng ta sẽ được 3 k băm 3 k thì nó sẽ cộng vào cái băm của tôi đây À, cái băm của tôi đây và khi mà chúng ta cái băm này tăng lên thì tốc độ đào của chúng ta cao hơn ví dụ như của mình ở đây này mỗi khối sẽ là 0.0023 đúng không ạ mỗi khối như vậy là cứ mỗi khối mình sẽ nhận được từng đó ừ. thì khi mà cái khối này được, nó tăng lên đó, thì chúng ta sẽ cái tốc độ đào của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều à, chúng ta chú ý à, tí nữa chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách này à, trước hết là chúng ta, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách ép à, cái Uh, mạng Satoshi Testnet vào trong cái ví MetaMask đó. Đây. À, mà mình giới thiệu thêm đó là cái mạng Satoshi này thì nó đã tới trên 40 triệu người dùng rồi. Nó lượt tải xuống tích lũy trên toàn thế giới. Như nên là một cộng đồng cực kỳ đông. Và các bạn, bạn nào mà đào đang đào thì hoặc là đào mà đang giờ ở chừng thì tốt nhất là nên khởi động lại. Đó. Và hai nữa là gì? bạn nào mà chưa đào thì tải app về nhanh và tới mùng 9 tháng 6 này là đã ra mạng MineNet. Mà đã thì khi nó chính thức thì chúng ta sẽ được rút về ví MetaMask và chúng ta có thể giao dịch bình thường. Đúng không ạ? Rồi, trước khi mà vào cái à, hướng dẫn về cái mạng internet thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái 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 trang cái 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 kênh gọi là kênh uh, Telegram á, cái kênh Telegram thì họ có đưa ra một cái thông tin như sau đây. Thế người quản trị đã đưa ra các thông tin như sau này, à mọi người nên kết thúc để làm chủ và các chủ đề nổi tiếng với MetaMask Wallet. Sau khi BTC Satoshi Mine, BTC của bạn sẽ chỉ được nhận, được vận hành trên tường và không còn trên ứng dụng nữa. đấy, như vậy không còn trên ứng dụng là không còn trên app nữa. mở tài khoản bằng MetaMask lưu 12 ký tự của bạn ở nơi an toàn, đó là những kẻ lừa đảo. Đấy là người, tức là chúng ta phải lưu cái 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 12 ký tự, tức là cái khóa từ khóa đấy. Có nghĩa là uh, sợ bị hack cơ mà. À uh, uh, khởi động của BTC sẽ sắp ra mắt vào tháng 6 này. Đấy, tức là và, và kết thúc cập nhật thêm uh, sắp xếp như các công tác khai thác này. Uh, MetaMask uh, nút này. Uh, cái nút này là phải tức là chạy ở trên nút ở trên máy tính ý, thì khi đó mới đào được uhm, cho nên tỷ lệ nó sẽ rất là vất vả à, các bạn mà đã làm rồi thì hãy khởi động lại đấy nó là, là như thế rồi bây giờ mình chưa cho các bạn cái cách ép uh, vào Ví metapad thì đây à, các bạn lên trên uh, Google các bạn uh, tìm cái cụm từ là scan này chấm test này chấm btcs.network đó sau khi mà chúng ta vào đây rồi chúng ta cuộn xuống phía dưới cùng này Cuộn xuống phía dưới cùng thì có cái mục là S Satoshi Network này Bấm vào đây Đúng không ạ Đấy nhưng mà của mình thì đã đã S rồi cho nên là nó sẽ có có sự xúc xét Tức là đã hoàn tất Đúng không ạ Rồi đây với giờ sau này khi mà chúng ta đã S xong thì nó sẽ có như thế này uhm. đó như vậy là khi mình s xong thì mình mình đã xét về tức là mình đã tả đã đã đã, đã đưa cái tbtcs tức là testnet về đây được cái đồng này và đồng usdt đây đó. thì cái cách để mà lấy cái đồng này á, thì các bạn copy này khi mà đã vào mạng rồi thì chúng ta chọn mạng này chọn mạng này trong này thì có satoshi các bạn bấm vào satoshi này đúng không ạ xong chúng ta copy này, copy cái địa chỉ này này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta lên trên mạng và chúng ta lên Google chúng ta đánh cái chữ scan test btc net và set faucet đây này. Đấy, mình sẽ để những cái tức là các đường các đường link này mình sẽ để dưới video, cái mô tả của các bạn nhá. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dán vào đây. Dán vào cái 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 này. Đúng không ạ? Và chúng ta bấm vào get, ta bấm vào get BTC này hoặc là get USD này. Đấy đúng không ạ mà rồi sau khi mà chúng ta ghét được cái UD thì chúng ta sẽ add cái ưu vào ví metamask thì nó tự nó về đấy cái ưu này nó sẽ tự nó về luôn đấy và chúng ta thêm vào thôi đúng không ạ còn cái khi mà chúng ta ghét cái btc này này thì nó sẽ tự nó về ví luôn đấy đúng không ạ và cứ sau một ngày các bạn thích đấy mình vừa mới làm xong thì nó sẽ nhảy thêm này thêm một btc tức là mỗi ngày các bạn có thể vào và lấy thêm một btc để chúng ta uh, chuyển đúng không ạ rồi như vậy thì để mà um, chúng ta lấy được chúng ta khi mỗi lần chúng ta giao dịch ý chúng ta chuyển cho ví khác ý thì chúng ta sẽ nhận được cái, cái tốc độ băm à, đấy như vậy thì để mà nhận được tốc độ băm thì trước hết các bạn sẽ quay lại cái app cho mình quay lại cái app nha đây rồi, chỗ này quay lại cái app ấy thì các bạn đây là mình đã ép sẵn rồi thì nếu như mà chưa ép thì nó sẽ hiện lên để các bạn vào các bạn vào để các bạn S nó có một cái cụm từ đó là S ví Metamask vào. À, liên kết ví đấy, các bạn cứ liên kết vào cho mình. Thì ở đối với mình ở đây thì mình sẽ làm mẫu cho nên là mình sẽ bấm vào đây. Mình bấm vào cái chỗ cái địa chỉ của mình thì nó sẽ xuất hiện ra cái đây cái cái liên kết địa chỉ ví đây. Đó. và khi mà các bạn liên kết cái địa chỉ này thì nhớ là liên kết cái địa chỉ mà bạn các bạn đang sử dụng đấy. Chứ còn nếu mà các bạn chỉ làm hời không thì là không được đâu. Hoặc là sau 30 ngày thì các bạn mới thay đổi lại cái địa chỉ đó được và mới theo mình là cái địa chỉ đó nó sau này nó sẽ gửi cái đồng BTCS này về ví metamask cho chúng ta luôn và chúng ta sẽ giao dịch đấy cho nên là chúng ta phải chú ý lấy cái địa chỉ mà chúng ta hay xài nhá nha đấy và sau đó chúng ta sẽ add cái cái chúng ta sẽ copy copy cái địa chỉ ở bên cái mạng testnet đấy chúng ta sẽ add vào đây và chúng ta xác nhận là xong đúng không ạ sau khi xác nhận ý, thì chúng ta sẽ thấy này này đó, chúng ta sẽ thấy là là là, khi mà chúng ta chuyển chúng ta chuyển cái uh, ví dụ chúng ta chuyển nhá đây ví dụ bây giờ chúng ta sẽ chuyển mình sẽ chuyển một cái đồng này đi đồng này đi à, uh, này mình vào mình gửi đi mình vào mình gửi cho một cái ví nào đấy đúng không đây. ví dụ như mình vào mình sẽ gửi cho cái ví này này vì mình phải phải có hai ví, mình phải có hai ví. Hai ví để mình trao đổi qua trao đổi lại thì mình mới 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 có thể nhận được cái cái băm. Đây mình sẽ copy cái cái cái, cái ví này xong đó mình sẽ à, chuyển đấy, mình sẽ chuyển cho ví này, ví dụ như là mình chuyển 10 đi ha, 10 USDT đi. Thì mình bấm tiếp theo. Đấy. À, mình bấm tiếp theo và xong nó bấm xác nhận. À, mình vào kiểm tra này Đấy nó đang chờ xử lý này Đúng không ạ Đang chờ xử lý à, Video này hơi dài cho nên các bạn để ý nhé Theo dõi nhé Đấy như vậy là nó đã hoàn thành này Nó đã hoàn thành cái giao dịch này Như vậy thì khi mà chúng ta đã hoàn thành một giao dịch như vậy rồi ấy, Thì chúng ta sẽ có được cái Đây à. À. Thì chúng ta sẽ nhận được cái nhận băm này này Đấy à. đấy nhận băm này Đấy, nhận băm đây à, sau một phút sau khi chúng ta chuyển cái, cái 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 giao dịch thành công thì sau một phút chúng ta vào đấy chúng ta cứ nhận băm à, và họ nói họ nói rằng là chúng ta phải thường xuyên làm việc đấy à, chúng ta phải thường xuyên làm việc đấy để à, có cái gọi là để người ta test cái mạng này cho nó chuẩn à, đấy và cái tỷ lệ băm của mình đã tới là 572k rồi là 74 rồi đúng không Đấy và cái tỷ lệ đóng góp của mình như vậy à, cái số BTC của mình là tới à, trên 9 rồi à À, và ở đây thì chúng ta có cái uh, hàng ngày chúng ta vẫn có thể nhận thêm được cái đồng BTC này và cái min đó là uh, 0.002 đúng không ạ 0.0002 thì chúng ta sẽ rút về rút về vì đúng không ạ đấy à, và một việc nữa mà mình cũng giới thiệu luôn đó là hàng ngày các bạn sẽ vào cái chỗ thẻ băm này này cái thẻ băm ở trên cái này để chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ lấy cái tham gia vào cái thẻ băm này để chúng ta tăng cái tốc độ băm của mình lên. Đó, đây tăng tốc độ băm của mình lên vào cái, cái kênh telegram này này mình sẽ để các cái cái cái, cái 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 kênh này ở cái đường mô tả để các bạn và vào đây họ sẽ họ sẽ gửi các tức là những cái người đào ấy thợ đào họ sẽ gửi vào đây họ gửi vào các cái thẻ băm vào đây thì chúng ta sẽ tham gia mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, hiện tại thì cái App của mình mình đã sử dụng hết cái thẻ đó rồi, cho nên mình sẽ không hướng dẫn kịp được. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn nếu mà bạn nào mà à, cần mình hỗ trợ thì cứ à, nhắn tin mình sẽ để cái 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 Telegram của mình và đấy và sẽ kết bạn với mình và mình sẽ nhắn tin mình sẽ hướng dẫn cho nhé. À, không biết là bây giờ tin họ họ có một cái tin gì đây. À, đây họ vừa đưa tin đây này. À, mình sẽ thử dịch xem cho các bạn xem nhá. à, à cao đao đến khi cập nhật mới nhật mới nhất được nhận là thưởng từ Korea các bạn nên đặt ra đây là ưu tiên tránh khai thác tạm ngừng là một này tức là nó có tới 150 khối thì sẽ tạm ngừng tốt nhất là các bạn nên thường xuyên vào mà nhận yeah. rồi nhận BTC hai lần mỗi ngày này buổi sáng và tối à, pin Metamask Satoshi Wallet vào ứng dụng Satoshi này đó là mình vừa hướng dẫn đấy rồi tham gia tham gia kiểm tra Satoshi trên Metamask hàng ngày đó. để chúng ta kiểm tra cái mạng của nó xem đấy mạng của nó xem như thế nào đúng không ạ đây mạng của nó sau này sẽ là người ta khi mà hết testnet thì nó là giống như à, đấy giống như kiểu là smart chain về đó nhá như polygon luôn tức là nó sẽ trở thành một cái mạng chính đó. không còn test nữa là nó trở thành mạng chính là sẽ sử dụng cái ví này để chúng ta sử dụng luôn đấy nhá à, cái đồng btcs này nó sẽ là phí mạng cho cái mạng satoshi đấy cho nên là rất cực kỳ rất, rất quan trọng à, các bạn chú ý đấy à, vậy thì cần những cái thông tin gì nữa thì các bạn sẽ nhắn cho mình mình sẽ để cái 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 cái, cái telegram hoặc là các bạn sẽ để nhận xét ở cái phần 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 À, bình luận ý, bình luận của video ấy nhá à, mình sẽ trả lời các bạn ở đấy ừ vậy thì video của mình đến đây là kết thúc à, chúc các bạn à, sẽ thành công với cái à, app à, btcs này ừ và cái app này thì mình nghĩ nó là một cái app rất là tuyệt vời vì nó không cái đồng này nó không bán ico nó không không bán à, nó chỉ cho thợ đào đào thôi cho nên là chúng ta thấy là rất là tuyệt vời và cái app này thì nó không quảng cáo đúng không ạ à, và tới tháng 12 này nó sẽ dừng đào rồi nên bạn tranh thủ bạn nào mà thấy cái video của mình có ích thì các bạn có thể đăng ký và cho một like và chia sẻ để ủng hộ cái kênh của mình rồi xin tạm biệt các bạn nha.